cơm chưa? Dạ. Ăn bún rồi. Dạ Mười Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Mười Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay thì hay tin của một số người dân địa phương cho rằng chị Duyên, một cô gái mất bỏng tại Campuchia, đang sống, sinh sống ở ngay tại dưới gầm cầu như thế này. Và cuộc sống thực tại của chị Duyên á, mọi người rất là quan tâm luôn. Và cũng như Bùi Hồ với em Phong Bụi cũng vậy. Và hôm nay thì Bùi Hồ và em Phong Bụi cùng ghé lại thăm một cái cuộc sống bất đắc dĩ dưới gầm cầu của chị ha, để chia sẻ với cô bác quý vị về cuộc sống thực tại của chị Duyên sau thời gian sinh sống tại Việt Nam như thế nào. Ô, miễn chai. Từ, miễn chai. Đâu rồi? Kìa, anh thấy cái bàn không? Đó. Bây giờ phải chui xuống dưới đây nè. À. Vậy là qua bên kia hả Phong hả? Bên kia hả? Đúng rồi, qua bên kia chứ. Đỏ. Chắc bên này đi được cái gì? Nếu bên kia thì đi đây ha. Đi thấy đi. Ba anh em giờ này phải lủi thủi xuống dưới gầm cầu nè. Như lúa. Kiến để ta dùng dưới đây dữ lắm nha. Kiến như biển nè. Kiến nè. Ôi trời ơi. Dạ. Không phải giờ này đi xuống đây để kiếm gì, mà là kiếm một người tất cả cô bác quý anh chị rất là quen trên kênh Bùi Hồ với lại em Phong Bụi. Cẩn thận miễn chai nha. Miễn chai lắm luôn. Trời. Cái này là nó kiếm chị Duyên hả? Đâu rồi? Đây hả? Chị Duyên ơi! Dạ. Ô trời! Này là... Chị Duyên ơi! Tháo cái bạc xuống được không anh? Tháo luôn xuống luôn đi anh. Xe nó chạy trên đầu. Cơm nước gì chưa? Ăn cơm chưa? Ăn bún. Ăn bún rồi. Kiến thử rồi nè. Xuống này ở lâu chưa chị? Dạ cũng 1 tuần. 1 tuần. Dạ. Sao mà chị lại xuống đây chị ở? Tại cậu đuổi. Cậu đuổi. Ừ. Xuống đây ăn uống sinh hoạt sao? Xin cơm từ thiện ăn. Và hôm trước là chị gặp em á, là gần nhất là bây giờ cái chuyện mà bầu bì sao rồi? Hư rồi. Anh Hồ ngồi xuống đi anh Hồ. Ở đây mũi quá Phong ha. Hồi chiều em xuống đây là mũi nó đút giờ cổ em sưng đầy cổ hết rồi. Ở trên này thì xe chạy á, cái gầm cầu á, nó bị rung động á, rồi cát ở trên này nè, nó rớt xuống trên đầu luôn. Nay em thấy chị sao không? Ốm, đen, sức khỏe tiêu tị. Hiện nay là trong người của chị là còn được bao nhiêu tiền? Ui, kiến. Ôi trời ơi. Cho được 2.500.000 là mua cái điện thoại hả? Dạ, 2.500.000. Bao nhiêu? 1.500.000 cái điện thoại này em cho 2.500.000 hồi chiều đúng không? Mua điện thoại 1.500.000 còn 1.000.000. Gửi về làm sáng đây với số bán. Lấy cái số bán. Rồi sẵn rồi đi lượm cho chai. Lượm cho chai. Rồi xuống đây sinh hoạt ngủ nghỉ sao? Ngủ ở dưới này. Ban ngày đi lượm. Ngủ ở chỗ này là tắm ở đâu? Còn việc tiểu tiện như sao?
Còn ăn cơm nè, là ăn cơm từ thiện. Ấm gai là mình nhặt được phế liệu rồi, có bán được bao nhiêu tiền không? Bán số lắm. Được bao nhiêu chị? Cái ngày nào ba lượng được hai cử thì cũng được trên mấy con lượng được cử. Chờ mưa đó, mua chiếc xe đẩy. Mua được chiếc xe đẩy rồi. Em nghe Phong nói là chị với lại chồng chị là xuống dưới này là do là cậu đuổi. Nguyên nhân sao cậu đuổi ta? Xỉn là không đuổi. Xỉn là đuổi. Đuổi là đi không kẹp vào bánh. Cũng như là mất tiền mua rượu nồn. Dạ. Tiền rượu cái mình cơm. Hết tiền mua rượu. Mình có phụ tiền nhà, tiền cơm, nước gì tiếp cậu không? Như là vấn đề mất tiền là mua cho tiền cậu phụ. Ngày cũng vô mấy chục mà ổng tới lên cơn là ổng đuổi, ổng bánh ổng đuổi đi ra không kịp là ổng bánh chồng em hổm máu. Lên cơn nghiện rượu hay là lên cơn gì? Nghiện rượu. Ô trời. Đâm bằng kéo. Rồi kéo nhấp mà chỉ mà kéo cục gì nữa. Kéo nhấp chỉ của mình đó ha. Ngoài cái việc nghiện rượu đó, trước đó mình có mâu thuẫn gì không mà cậu phải vậy? Không, nhiều lần em nhịn rồi. Nhiều lần cứ chậm đuổi quá, chậm cũng nhịn về cũng cần đuổi gì đi. Tự nhiên cái bữa đó đuổi ra cái chậm mình bước ra trước, xong mình chậm mình ra sau, xong tự nhiên trên lầu chậm bước xuống nó kéo đâm chậm. Em với Phong thì mấy lần gặp cậu gặp chị á, thì từ ở Campuchia về nó theo cái biểu đồ lên xuống như nè, theo biểu đồ Hòn Xin á. Lúc ở Campuchia đó thì lượm gác, về Việt Nam thì mọi người được giúp đỡ nhiều, thì cũng cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ nhiều lắm. Thì sau một cái biến cố buôn bán nó thất bại đi, cái mình xuống chuyển sang nhặt phế liệu, hai vợ chồng nhặt phế liệu luôn. Thì đến thời điểm bây giờ là lúc trước thì cũng còn có nhà ở, mà đến thời điểm bây giờ là không có nhà ở mà phải xuống sống ở dưới gầm cầu như thế này nè. Phong, cái cảm nghĩ em bây giờ như thế nào Phong? Em thì em tin, tạm tin lời chị Duyên. Hôm trước thì cũng tiếp sức cho chị một cái chiếc xe máy để chị làm ăn. Rồi tới lúc có bầu bì, rồi được 4 tháng em bé chưa chào đời thì bị động thai. Rồi để cứu lấy cái sức khỏe của mẹ thì bán chiếc xe đi bệnh viện. Số 4 em dành dụm để làm đồng rất lớn. Nhưng có một cái điều em thấy buồn á là ba mẹ chồng của anh Phúc, ba mẹ ruột của anh Phúc, ba mẹ chồng của chị Duyên khá là tắc thành cái tình yêu giữa hai anh chị. Nhưng mà tại sao lại bỏ ba mẹ chồng mà ra đi ở? Tại cũng xe là xe kỷ niệm của bên ba em. Là ông ba nó lấy xe là số điện của anh Phong á. Em chịu không bỏ điện gì cho. Rồi xong cái xe đó nhưng là bị quá hạn á, người ta hành lý, người ta bán riêng ra ngoài. Rồi xong mấy anh không có năng trụ, em không muốn về. Về rồi hỏi bạn hỏi xe đâu, không biết đâu. Vậy thì bây giờ hai vợ chồng ở đây thì cha mẹ thấy cái hình ảnh như vậy cha mẹ đau lòng hơn á. Thà em nghĩ là giận hết hồi thì thôi, chẳng bao giờ cha mẹ nào bỏ con cái hết á. Giống như cái việc anh nói rằng là dù hai vợ chồng có khó khăn đi chăng mấy thì chẳng bao giờ nghĩ cái chuyện là phá thai, đúng không? Thì cha mẹ anh cũng giống như anh vậy đó, luôn luôn yêu đứa con. Hay là về Chợ Mới An Giang sống với ba mẹ, được không? Để cậu xin anh ý với bà không ạ? Quay về xin lỗi, hai tụi con nghỉ cạn nghỉ nông. Em thừa biết là cha mẹ nổ con chứ á. Có cái này tự nhiên buồn thì chúng mình mới về không có xe. Thì làm lại, có cơ hội làm lại. Chứ bây giờ anh sống gì sao sống? Anh bán với số, tới lúc anh có vốn rồi anh làm ăn giàu có rồi nở cái cầm cầu đây, kẻ xấu nó vô nó cướp sao? Rồi người ta giúp đỡ anh cái anh có tiền, kẻ xấu vô biết anh có tiền cái anh vô cướp sao? Cái mua điện thoại cũng không an tâm nữa, mắc mắc cái nào. Em cho 2,5 triệu sao mua vớn cái mua điện thoại tới 1,5 triệu hết vậy? Mua cái này rẻ chứ. Cái này nhất mình mua cái điện thoại mà mình nghe có thể nghe thôi. Gọi thôi khoảng 300-400 gì thôi. Tại như còn hai chồng đi làm vậy buồn anh không có phim trên YouTube được của mấy anh á. Tại như hai anh giỏi kênh mấy anh. Tại muốn mua rồi xem kênh anh.
Nhưng mà mua làm sao cho nó hợp lý chứ, mua gì mà phí như vậy? Tại mình đang túng thiếu. Bây giờ nè, giờ không có cái bộ quần áo sạch sẽ để mặc nè, không có đồ chén bát để ăn nè. Mà nấu nướng cứ tối ngày cứ đi mua cơm hộp, đi xin cơm hộp người ta. Sống vui một không? Em thấy bây giờ chị Duyên ở đây còn tệ hơn là ở bên Campuchia luôn á. Đúng rồi. Đúng không chị? Bên Campuchia còn có được cái miếng bạc ở trên một cái ở, không phải là dưới dạ cầu mà là thấy được mặt trời luôn. Ở đây là phải nói là không thấy được mặt trời luôn á. Lỡ chị sống vậy, anh Địa anh xem được, ba mẹ ruột của anh Địa xem được, mẹ chồng cũ của chị á xem được, rồi bà con sống ở chợ Trâm Bư Phnom Penh á xem được, mọi người nói Duyên sao giờ lụi tàn dữ vậy, làm sao? Thôi để giờ em về. Về xin lỗi cha mẹ. Chứ không, trước tiên là tối nay em về cậu ở trước, nói chuyện với cậu đàng hoàng, sao em xong rồi tình em tính với con đường về bệnh. Ừ. Chứ không ở gì được. Dọn về đi, được không? Sao chị Duyên muốn khóc là sao? Có gì mà... Trời ơi, cậu không cho ở. Sao về 1-2 bữa cậu nữa. Không thì tối nay ngủ tạm, mai dọn về trời mới hả? Đó với chồng điện nói chuyện với ba mẹ, xin lỗi rồi. Xin lỗi, năng nghĩ đàng hoàng. Phải xin lỗi em chập nữa. Nói là sao, sao với ba mẹ. Ở dưới này sao ngủ được không? Nó đung 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 nè. Bây giờ chị thấy chị sống như một như vậy, giờ cái tay của chị á, tối vì có nhà trọ rồi ha, tối mình được lấy bàn chải mình chà tay, mình tắm rửa sạch sẽ. Con gái mà phụ nữ mà ai muốn làm đẹp, ai cũng muốn sơn móng tay. Hồi xưa chị thấy vậy nhớ không? Chị về chị vui vậy, được làm tóc, chị được sơn móng tay, làm răng nữa. Làm răng. Chị cũng có ước muốn làm đẹp như bao phụ nữ khác chứ, đúng không? Bây giờ con coi lại cái móng tay chị. Vừa là cái sao bị chảy máu đây? Đi khiên gạch. Đập ve chai. Đập đồ ve chai. Lựa đập miễn ve chai, lấy miễn ra bỏ, lấy tóc bát đập đập trúng cái tay. Rồi nhìn cái bàn tay có thấy buồn không? Có tuổi không? Không ơi, trở lại đi. Trở lại mình hả 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 chiều giờ hai vợ chồng nằm trong đây ngủ tâm sự điều gì? Chính như lụm ve chai. Có suy nghĩ gì không? Thiệt ơi, thiệt á, chiều giờ nằm trong dưới cái gầm cầu này nè. Chính đi lụm ve chai trong ngồi nói 8 giờ sáng mấy anh không lại rồi chết trời. Tính đi lụm ve chai. Tới bữa nay trời không có mưa rất chiều. Rồi đi đi lụm về bảo 7-8 giờ mới về bán được. Nè, cái áo đỏ của anh giặt chưa? Hay là ở dưới này là cứ mặc đồ đảo qua đảo lại thôi. Giặt. Có giặt không? Nhiều mơ giặt. Sao bông đâu mà giặt? Mua ha. Đây là cái sọt đồ của chị đi hả? Đó, gia tài á, gia tài để. Gia tài là một cái thùng người ta vứt đi. Thùng này là đựng cái gì ta? Đựng hàng hóa. Đựng hàng hóa của đồ điện tử á. Vậy đây là cái sọt đồ, là cái gỗ. Nhưng mà khi mà cậu đuổi ra là trong người mình không có tiền hay sao mình không muốn được trọ, sao mình phải chọn cuộc sống như này? Ở lúc đó là em mới dành cho mua rồi lắm ngày nào cũng ăn. Nếu như mà bản thân của em ha, em được phong cho 2,5 triệu, em sẽ làm việc thứ nhất á, em là chồng á, em sẽ làm việc thứ nhất á là em sẽ đi mướn trọ. Mướn trọ khoảng 1 triệu một tháng thôi. Còn lại 1,5 triệu thì em sẽ đi lấy giấy số 1 triệu để em bán. Còn 500,000 đó em để dự phòng, hoặc là mua cái điện thoại 300,000, còn lại được 200,000. Thì hai vợ chồng chia ra, mỗi vợ chồng người bán 50 tờ giấy số. Không, em cho anh Duyên đi bán cho cặp theo chứ đẩy luôn. Ừ. Em vừa bán vừa lệnh. Nên là nữ là Phong nói đúng đó. Quất cái điện thoại hết 1,5 triệu rồi, còn có 1 triệu à. Phong cũng có thể là như Phong có thể là suy nghĩ là sẽ buồn á. Tại vì mình phải tích tiểu thành đại, có ít thì mình liệu cơm gấp mắm á. Dạ, không, mua rồi sao đổi được. Đổi được đâu. Đúng rồi. Lỡ rồi.
Lỡ rồi nói để cho chị hiểu chứ không phải là ở đây là la chị. Có đòi lại gì đâu. Ừ. Giờ ở đây thì bạc gì thiệt tình đó chứ. Nè ở dưới này nè, không nè, coi ở dưới này nè. Cát gì nè. Cát á Phong, cát chạy gầm gầm cái cầu nó rung á. Tay tay hết nè, rồi sao chịu nói. Em muốn hỏi là tắm ở đây rồi mình thay đồ ở đâu? Thay cho mình có cái khăn quấn lại. Có khăn quấn lại. Quấn lại như chưa chỗ tối thầy. Giờ mới vô chỗ tối á thầy. Vô mấy chỗ tối để thay. Dạ. Trời. Em nói như thế này nè. Thôi thì tụi em xuống để coi thử là có thật sự hai vợ chồng sống như này không. Quan sát thấy có đồ đạc như là nhiều là nghĩa là đã ổn định ở đây cũng thời gian rồi. Một đống cái thau đồ dơ này kia là biết là ở thời gian đây cũng ít nhất là trên một tuần rồi. Nhưng mà em mong muốn là ngày mai nói với ba mẹ chồng xin lỗi một tiếng. Tụi con nghĩ quẩn quá, nghĩ nông cạn quá. Dọn đi bây giờ sống gầm cầu rồi, thiếu thốn đủ thứ hết á. Giờ mới biết thương cha thương mẹ, về với cha mẹ. Mất một cái lời nói nhưng mà lời được rất là nhiều thứ. Một năm lời được khoảng mười mấy triệu tiền trọ rồi, thấy rõ chưa? Rồi cơm nước rõ chưa? Được tắm rửa nữa. Chị thấy được không? Đâu mất đâu. Mà mình mất một cái lời nói thôi. Cha mẹ đời nào bỏ anh Phúc đâu? Còn nếu mà giờ nó ảnh thì bây giờ em không nói thẳng ngay trước mặt cha mẹ. Em cũng nhớ clip này. Nếu bà mẹ có coi á, cha em còn xin lỗi. Điều anh làm sai lớn nhất hiện giờ như thế nào mà anh muốn xin lỗi cha mẹ? Nói nghe đi. Là điều thứ nhất là làm mất xe kỷ niệm của mẹ em đó. Với cái hai là em đã nhiều lần, nói chung là hai chồng được giúp đỡ nhiều rồi. Lúc mà hai em chồng đi làm ăn đi làm cái gì làm nói anh bệnh hoạn á, mày giúp đỡ cũng nhiều lần, em không sao vậy. Thay clip này nếu bạn có coi rồi cho hai chồng xin lỗi được, hay để hai chồng con gì bữa nở bình thường không? Thực sự anh xin lỗi chân thành chưa, có điều gì chưa cởi mở không? Em ở đây cơ thời gian cũng có nhiều cảnh này, đến anh không có cha mẹ đi ra hai ngoài đường, nghĩ là cũng lợi cũng chồng anh hạnh phúc. Nghĩ cuộc đời có ba mẹ là hạnh phúc. Cái ngày mà dọn vô xuống gầm cầu ở là chị Duyên hay là anh Phúc? Ai gửi xuống đây ở? Dạ hai chồng. Thì nó không có đường, không còn đường về, nó cũng hết tiền. Anh biết gì không? Hai vợ chồng cùng ngủ xuống đây ở luôn. Trước khi hai chồng có làm cái gì với hai chồng mà bạc kỹ lưỡng, đồng anh khổ mới đi làm. Chị Duyên là vợ của anh Phúc rất là thương luôn, nhưng mà tại sao mình không nghĩ rằng là cố gắng mình lao động để tích lũy lại nè, để đưa cho vợ của mình vô ở trọ mà lại lủi xuống đây? Dạ, em đi ngày trọ đồng. Tháng thì người ta cần giấy tờ gần hết, hai vợ chồng mình không có giấy, còn em có giấy làm chủ rồi, ba bạn còn giữ bên bển. Người ta cần giấy hết hai còn hai người còn hai người không có ai có nợ bây giờ là cứ chìm rồi. Giấy chứng minh cũ còn không? Chứng minh cũ em có gồm mà đã hởm hai chồng ngủ dưới thằng quà rồi cái bánh anh dân quân tự vệ đó để kịp cái tự góp cái mất tiền. Thì sao ngủ dưới một phàn quà là sao? Mày anh không hiểu ta? Đuổi hoài cộng đuổi hoài em đuổi hoài đó. Đuổi rồi vài bữa cứ về, đuổi rồi vài bữa cứ về, vài bữa đuổi, vài bữa cứ về, vài bữa đuổi. Mà em tình có người chịu sớm làm chứ hai chồng mới đuổi. Hồi nay có cái ghế sớm thì sớm có nói cái chuyện đó, thực tế đây có bị đuổi rồi mời về, đuổi mời về. Cậu là ở với ai không? Là cái nhà mà mẹ trước hai mẹ con đồng tủ á. À, cái nhà ngoại đúng không?
giờ là cậu đang sở hữu cái nhà đó. Là hai vợ chồng ở trên gác hay sao? Ở trên gác chứ. Ở phòng ở ngoài sau. Cũng vui, cũng chờ ở, cũng buồn, cũng đuổi, cũng vui, cũng chờ ở, cũng buồn, cũng đuổi hoài. Vài bữa chờ ở, vài bữa đuổi, vài bữa chờ ở, vài bữa đuổi. Bây giờ như này nè, giữ liên lạc tụi em. Rồi về chợ mới. Em không muốn gặp anh chị sống ở gầm cầu này và sống ở Long Xuyên này nữa. Về chợ mới làm lại cuộc đời đi. Về quê chồng, bỏ xứ Campuchia về Việt Nam sống rồi thì bây giờ coi như là về Long Xuyên, về quê nhà không được thì qua bên chợ mới, qua bên sông được không? Nha. Đây, dự định là ngày mai thì Phúc với lại sẽ chị đi bán vé số hay sao? Ngày mai em sẽ dẫn vé số, giờ mình vé số là năm tờ. Đi cặp cặp chiếc xe lụm đó, đi bán nhiều lụm, bán nhiều lụm. Lãnh 50 tờ giấy số. Bây giờ mình có dặn số chưa? Tại nay mưa, trời mưa, không dặn. Sao mai đi nhận đây nha. Đi rồi. Lãnh rồi, sáng có. Rồi, có gì em sáng mai em gặp lại. Em coi thử có thật sự không. Em không phải là mai, có khi là mai em không ghé. Có khi là vài bữa nữa em ghé, bất chợt thử thấy có bán giấy số. Có thể là vài bữa nữa Phong sẽ ghé xuống lại. Em có báo trước không? Không, không sợ. Anh nói em là không sợ. Hôm trước chị Duyên á nói đi bán vé số, em xuống một lần bất chợt đâu có gặp được đâu. Bữa đó em mới qua nhà ngủ trải ngủ luôn. Rồi lần sau em sẽ xuống bất chợt. Dạ. Nha. Rồi tạm biệt hai vợ chồng nha. Dạ. Chiều giờ ăn gì chưa chị? Dạ, ăn bún rồi chiều, gần chiều. Bún gì? Bún cua, bún gì mấy ăn. À. Là mình mua hay là ăn từ thiện? Mua ăn tại chỗ. Mua ăn tại chỗ. Hiện nay là mình còn đủ tiền để nhận số không? Còn. Mà gửi gì vậy? Không dám để túi em đi. Gửi gì rồi? Dạ. Gửi bao nhiêu? Gửi 1 triệu. Gửi 1 triệu chiều của Phong cho ha. Dạ. Là ngày mai mình đi lãnh là 50 tờ giấy số. Dạ. Rồi còn 500 ngàn. 500 ngàn chúng ta với em để dành vốn. Để dành vốn. Anh nói là, anh Phúc nói là kỳ rồi là tấp lỉ mua được cái chiếc xe. Xe đẩy. Xe đẩy là mua bao nhiêu ta? Sao nhiêu? Khoảng cả triệu. Rồi chiếc xe đẩy để đâu rồi? Gửi trên nhà của ngoại. Đậu ở chiếc cửa ấp. Dạ. Để xuống đây sợ mắt. À. Lúc nãy chị nói là một ngày là lượm được bán được bao nhiêu? Hai cử cũng được trăm mấy. Hai cử cũng được trăm mấy. Dạ. Tại dây chai giờ nó rẻ chứ mình phải làm cho sạch người ta mới mua. Chị bên này làm có ăn hơn hay là bên Campuchia làm có ăn hơn? Bên Campuchia được bao nhiêu đô? Bên Campuchia cử được có mấy ngàn. Mấy ngàn? Mấy ngàn riêng? Có 10 ngàn. 10 ngàn riêng thì khoảng có 35 ngàn thì Việt Nam chứ mấy? Thôi, vậy đi, nha. Thôi em cô. Em xuống coi thử sao. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Rồi, hẹn mai gặp lại. Rồi, chào anh với chị ha. Bây giờ đi đường nào lên ta? Đi đường này lên hả? Trời ơi. Cô có cái gì? Dạ. Kiến dưới này hả? Dạ. Trời ơi. Hai vợ chồng ngủ trên cái chiếc võng này thôi. Dạ. Không có người dám ngủ dưới này. Dạ. Ồ, kiến. Rồi tắm là mình lủi xuống đây hả? Dạ. Rồi người ta đây người ta quăng ghét lên đầu mình sao? Được không? Đi xuống đây coi thử. Là chị Duyên với là anh Phúc xuống đây tắm hả? Phải nói là khủng khiếp thật mọi người. Đâu có nghĩ rằng là sau một cái thời gian thì về Việt Nam thì chị Duyên lại sống một cái cuộc sống dưới gầm cầu như thế này. Đây là cái nơi mà chị Duyên á ở tắm sinh hoạt cái này hết à. Thôi bây giờ chắc sẽ lủi lên thôi.